Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay: đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; phát huy vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín tham gia bảo vệ đường biên cột mốc quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của chương trình là tiếp tục triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu cả nước ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, tổng vốn huy động nguồn lực thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 khoảng gần 2,5 triệu tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc đảm bảo hoạt động liên tục của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Theo công văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực địa để đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải dừng hoạt động vì lý do khách quan hoặc bất khả kháng theo quy định của pháp luật, Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản đồng ý cho phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng, nêu rõ lý do dừng bán và yêu cầu cửa hàng bán lẻ xăng dầu cam kết về thời gian hoạt động trở lại. Trường hợp qua đánh giá hiện trạng thực tế, xét thấy cửa hàng bán lẻ xăng dầu đề nghị dừng hoạt động vì lý do không hợp lý, không đúng quy định, Sở Công Thương có văn bản thông báo không chấp thuận đồng ý dừng bán hàng, nêu rõ lý do không chấp thuận và thông báo cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo đúng quy định hiện hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không đúng quy định, công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ khi xuất hiện tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc nhằm tháo gỡ tình trạng này. Đến nay, tình hình đã có những tiến triển tích cực. Cụ thể, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao đã trao đổi với phía Trung Quốc để thống nhất quy trình giao nhận. Bộ Công Thương thành lập Ban chỉ đạo giải quyết ùn tắc nông sản ở cửa khẩu. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2, 15.000 xe hàng xuất khẩu đã được thông quan trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Tại tất cả các cửa khẩu biên giới, các địa phương đã thiết lập được vùng xanh an toàn để kiểm soát phòng dịch cho người, hàng hóa, phương tiện trước khi xuất khẩu. Đặc biệt, các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh đã bàn bạc trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng Trung Quốc để đẩy nhanh tốc độ thông quan như cắt công, giao nhận hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Nhiều cửa khẩu đã thông quan trở lại. Đến nay, trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, 13 trong 76 cửa khẩu lối mở đang hoạt động. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay Hải quan Trung Quốc đang tiến hành cải cách toàn diện và có yêu cầu cao hơn về giám sát đối với thực phẩm nhập khẩu. Hệ thống khung pháp lý để kiểm soát gồm biện pháp quản lý thực phẩm xuất nhập khẩu lệnh 249 và quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc lệnh 248 với các nội dung mới rất nghiêm ngặt tác động đến các đối tượng. Theo quy định này, Trung Quốc gia tăng quy định kiểm soát gồm nâng cao tỷ lệ lấy mẫu giám sát thực phẩm nhập khẩu tương ứng, nộp báo cáo kiểm nghiệm theo lô hoặc tăng cường đình chỉ, tạm dừng hoặc cấm đối với doanh nghiệp nếu vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, theo lệnh 248, doanh nghiệp sản xuất nước ngoài phải đăng ký khi xuất khẩu 18 nhóm thực phẩm vào thị trường Trung Quốc gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, vỏ ruột, sản phẩm thủy sản phẩm từ sữa, yến xào và sản phẩm từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và các sản phẩm từ trứng, chất béo và dầu thực phẩm chế biến hỗn hợp từ bột mì, thực phẩm từ ngũ cốc, sản phẩm công nghiệp xay sát ngũ cốc và mạch nha, rau củ tươi và khô, rau tách nước, sấy, đậu khô, gia vị, các loại hạt, quả hạch và hạt giống, trái cây sấy khô, hạt cà phê và hạt cacao chưa rang, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm chức năng. Đây đều là những sản phẩm Việt Nam đang xuất khẩu số lượng khá lớn vào thị trường Trung Quốc. Những năm gần đây, phương thức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng được mở rộng.
được coi là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Vụ đông xuân 2021-2022, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc có 200 hectare cây trồng. Toàn bộ diện tích đều đã được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Lộc đại diện cho bà con nông dân đứng ra ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật lại được bao tiêu sản phẩm đầu ra, nên bà con rất yên tâm sản xuất, thâm canh tăng vụ. Do phần lớn cây trồng là giống ngắn ngày, nên vụ đông có thể canh tác được 3 lứa, lợi nhuận trung bình đạt 120 triệu đồng hectare. Đầu ra thì công ty là đến thu mua tại ruộng thì cũng không lo là cái đầu ra. Mà kể cả cái đầu vào thì từ giống, từ phân, từ các tiến bộ kỹ thuật, khoa kỹ thuật thì được các công ty, được hợp tác xã là chuyển giao và sẽ lo cho người dân, cho nên là người dân rất yên tâm. Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa đang có nhiều hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, phổ biến nhất là doanh nghiệp ký hợp đồng thông qua hợp tác xã để tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Trong đó, riêng diện tích liên kết sản xuất lúa gắn với chế biến tiêu thụ hàng năm đạt trên 10.000 ha với gần 200 chuỗi cung ứng lúa gạo. Diện tích rau được sản xuất theo chuỗi giá trị trên đạt khoảng 9.000 ha với khoảng 220 chuỗi cung ứng. Liên kết sẽ tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, thuận lợi trong ứng dụng cơ giới, các tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng nông sản, tiết kiệm chi phí lao động và tiêu thụ ổn định. Nhờ đó, giá trị của diện tích liên kết sản xuất tăng từ 30% trở lên so với sản xuất đại trà. Năm 2021-2022 thì trên địa bàn huyện Yên Định thì đã gieo trồng được gần 5.000 ha các cái loại cây trồng vụ đông. Trong đấy có 1.600 ha các cái cây trồng được liên kết bao tiêu sản phẩm. Thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid thì năm nay một số cái mặt hàng nông sản thì có cái giá nó thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên thì các cái diện tích cây trồng được liên kết thì vẫn cho thấy các cái tính bền vững và hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay Thanh Hóa có hơn 900 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với trên 700 hợp tác xã nông nghiệp. Cùng với các chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn là những điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích liên kết sản xuất. Việc tham gia sản xuất theo hình thức liên kết cũng sẽ giúp người nông dân từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp với hướng đi bền vững và hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa doanh nghiệp được xem là tài sản vô hình và đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Đối với doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, thì yếu tố văn hóa doanh nghiệp đã được ông dày công xây dựng, vun đắp trong suốt 27 năm qua, nhằm đưa doanh nghiệp Tiến Nông trở thành một trong những đơn vị sản xuất phân bón hàng đầu trong cả nước. Khi thành lập Tiến Nông, thì xuất phát điểm là một gia đình. Chính vì vậy thì chúng tôi luôn nghĩ đến những người đi cùng mình, phải như người thân trong gia đình. Và từ những ý tưởng nhỏ thì đến nay thì Tiến Nông đã vươn lên, cũng như là cái văn hóa gia đình của trong doanh nghiệp thì vẫn được lan tỏa. Với định hướng xây dựng Tiến Nông là một đại gia đình mà mỗi cán bộ công nhân là một thành viên trong đó, ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Hồng Phong đã đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp gia đình lên hàng đầu. Điều này được bắt đầu bằng việc bản thân ông Phong luôn dành thời gian để trò chuyện, quan tâm lắng nghe những sẻ chia, những đóng góp của mỗi người lao động như một thành viên trong gia đình. Từ đó định hướng và tạo ra một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở để mỗi người lao động thấy rõ trách nhiệm chung, từ đó làm việc với tất cả sự nhiệt huyết của mình. Tôi đã công tác ở Tiến Nông năm nay là 15 năm. Ở đây thì hội đồng quản trị và tổng giám đốc thì luôn quan tâm đến không những cái công việc và còn cái đời sống tình cảm của từng cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện về cái môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên. Và cũng từ đó thì anh em cán bộ công nhân viên trong công ty thì luôn đồng lòng gắn bó cái tình cảm với nhau như một cái gia đình lớn. Từ 200 triệu đồng vốn điều lệ ban đầu, đến nay, dưới sự chèo lái vững chắc của doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã có quy mô nguồn vốn hơn 500 tỷ đồng. Các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại hầu khắp các thị trường trong cả nước. Đặc biệt, trong suốt 2 năm dịch bệnh COVID-19 với nhiều khó khăn thách thức, người lao động Tiến Nông vẫn kiên định gắn bó với doanh nghiệp. Kết quả này chính là nhờ vai trò của yếu tố văn hóa doanh nghiệp gia đình mà ông Phong đã dày công xây dựng trong suốt thời gian qua. Suốt 27 năm qua chúng tôi vẫn kiên định con đường này. Và đến nay thì hơn 500 người lao động của Tiến Nông đã xác định như một gia đình rồi. Và tương lai thì Tiến Nông sẽ xây dựng cái cộng đồng của mình là ra bên ngoài. Tất cả những người đi đồng hành cùng Tiến Nông để phục vụ nông dân. Người nông dân cũng coi như là một thành viên trong cộng đồng Tiến Nông. Và chúng tôi xác định đây là một con đường mà Tiến Nông sẽ kiên định cũng như là xây dựng văn hóa
sẻ chia văn hóa chân thành để cùng nhau phát triển cái cộng đồng của mình. Xác định văn hóa doanh nghiệp là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nhân Nguyễn Hồng Phong vẫn đang nỗ lực phát triển văn hóa doanh nghiệp Tiến Nông với những phương châm hành động, những tâm niệm như tận tâm, chân thành, đam mê, sẻ chia và khiêm tốn. Tất cả tạo nên một đại gia đình Tiến Nông đoàn kết và ngày càng phát triển bền vững với thời gian. Thưa quý vị và các bạn, số ca F0 liên tục tăng nhanh trong cả nước. Rất nhiều F0 khi điều trị tại nhà test nhanh COVID-19 thường xuyên để biết mình có chuyển biến nặng hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lạm dụng test kit hàng ngày là không cần thiết. Người dân chỉ thực hiện việc test nhanh tại nhà khi có nguy cơ triệu chứng. Theo bác sĩ, có hai thời điểm cần phải thực hiện test nhanh. Thời điểm có triệu chứng cần test nhanh để xem có bị dương tính hay không. Thời điểm thứ hai là sau 5 đến 14 ngày phát hiện dương tính, người bệnh nên test nhanh COVID-19 để biết đã âm tính hay chưa, tùy thuộc triệu chứng đã cải thiện vào thời điểm nào. Đối với gia đình đông người, có nhiều F0 thì nhất thiết cần phải test tất cả vì có thể cả gia đình đã bị lây nhiễm, đặc biệt là những thành viên gia đình có biểu hiện ra triệu chứng. Thời gian chuyển từ âm tính sang dương tính bằng kit test nhanh có thể tùy thuộc từng người, mặc dù nhiễm virus vào cùng một thời điểm. Vì vậy, người dân không nhất thiết cần phải tích trữ nhiều test trong nhà và không cần test thường xuyên. Thay bằng việc quan tâm tới kết quả test hàng ngày thì hãy cách ly và theo dõi sức khỏe theo đúng hướng dẫn. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%. Tương đương khoảng hơn 490.000 trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo, đối với trẻ từng mắc COVID-19 hoặc nghi ngờ trẻ mắc COVID-19 nhưng không được phát hiện, các gia đình không được chủ quan. Hầu hết trẻ mắc COVID-19 đều nhẹ và phục hồi nhanh hơn người lớn. Tuy nhiên, những quan sát gần đây cho thấy, một số ít trẻ vẫn bị tình trạng hậu COVID-19 từ nhẹ đến nặng. Biểu hiện của hậu COVID-19 với những trẻ có tiền sử mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với người mắc COVID-19, sống trong vùng dịch, thường sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh, nổi ban đỏ hoặc sùng huyết giác mạc, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung tư tưởng và rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiêu hóa, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Có thể gặp dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp. Nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị đúng kịp thời thì diễn tiến bệnh thuận lợi, phục hồi tốt. Vì vậy, với trẻ từng mắc COVID-19 hoặc nghi ngờ, như nhiều trẻ mắc COVID-19 nhưng không được phát hiện, các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ âm tính từ 2 đến 6 tuần, nếu biểu hiện như trên, cần cho con đi khám điều trị sớm. Bộ Y tế vừa có công văn phúc đáp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến đối với dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung sửa đổi nội dung, dự thảo một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cho rằng, việc mở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương khu vực dự kiến cung cấp dịch vụ lưu trú, tham quan, vui chơi, giải trí cho khách du lịch. Đồng thời, địa phương cần có kế hoạch dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trong quá trình mở cửa đón khách du lịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng. Nội dung phương án cần quy định, làm rõ trách nhiệm của địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú và đặc biệt cá nhân hành khách trong việc giám sát, quản lý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Lưu ý việc kiểm tra giám sát, việc xét nghiệm, khai báo y tế, thực hiện 5K của hành khách trong những ngày đầu nhập cảnh. 3 ngày đối với người đã tiêm đủ mũi vaccine và 7 ngày đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine. Về yêu cầu thực hiện phòng chống dịch với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam, Bộ Y tế chia ra các đối tượng khác nhau. Đối với du khách từ 12 tuổi trở lên, phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Người có nguy cơ cao nên hạn chế đi du lịch cho đến khi có khuyến cáo mới. Đối với du khách dưới 12 tuổi, không bắt buộc phải có xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng sẽ kèm theo một số quy định cụ thể về phòng chống dịch khi thực hiện lưu trú tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, lực lượng biên phòng Thanh Hóa đã tranh thủ phát huy tốt vai trò của các già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới. Hơn 3 năm đảm nhận trông coi, bảo vệ cột mốc biên giới 286. Với anh Phan Văn Cấu, công việc này không chỉ là trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc, mà còn để tiếp tục thực hiện tâm nguyện của cha anh, già làng Phan Văn Siết, người đã trông coi bảo vệ cột mốc này suốt 30 năm, cho đến khi qua đời năm 2019. Trước khi bố ốm đau thì bố đưa các con các cháu lên thăm cột mốc
hướng dẫn các cháu đi xem con mống bảo vệ thế nào, quét dọn thế nào thì chuyện nó có thấy sơ suất, thấy sứt xẻo thế nào thì cũng vẫn có cái kịp thời báo cáo cho đồn. Hiện tại bây giờ thì cũng như là cha truyền con nối, bố thì bảo là tôi thì có thể là tôi cũng sống được nữa, tuổi già sức yếu không lên được, trường tôi chết thì các con phải đi bảo vệ. Còn với anh Giàng A Chìa, cung đường biên giới dài hơn 10 km thuộc địa bàn Bản Ón, xã Tam Trung, huyện Mường Lát đã trở nên quá quen thuộc, từng con dốc, khúc quanh, từng đường mòn lối mở, anh đều nhớ như in, bởi anh đã có thời gian hơn 20 năm tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Từ năm 2012 thì mới mốc này mới thay vào 270 đây, thì cũng tự nhận đăng ký. Lên đây có dấu hiệu gì thì về nhà cũng kịp thời báo cáo với tổ công tác, với bộ đội biên phòng, đồn biên phòng. Người bạn thì học dân, lúc nào buổi nào học dân thì cũng tuyên truyền cho người dân. Cột mốc là cột mốc chung thì tất cả người dân cũng phải có chứng nhận bảo vệ. Tỉnh Thanh Hóa có 192 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đội ngũ chuyên trách, vận động quần chúng của các đồn biên phòng luôn sâu sát gần gũi với nhân dân, thực hiện phương châm ba bám, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách để tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời làm nòng cốt trong việc tham mưu cho địa phương thành lập các tổ an ninh tự quản ở khu vực biên giới. Đến nay, 92 cột mốc đã được đăng ký tự quản, trong đó có 56 cột mốc do các già làng đảm nhận. Hơn 550 người đăng ký tham gia bảo vệ đường biên cột mốc tại 39 bản giáp biên đã thành lập được gần 2.200 tổ tự quản an ninh trật tự. Công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và nhiều khó khăn. Việc phát huy tốt vai trò của các vị già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc và bình yên. Thưa quý vị và các bạn, lắp thành thùng xe không đúng với thiết kế, cải tạo cơi nới kích thước thành thùng xe, sơn phần thùng cơi nới giống với màu sơn của xe, chế thêm phần cánh quạt, lắp hai bên thùng xe, che phần cơi nới để chở quá tải. Đây là những chiêu thức mà các lái xe ô tô tải thường áp dụng hòng đối phó với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm quá tải. Chính những chiêu trò đối phó này của các lái xe đã khiến công tác xử lý xe quá tải của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Cũng vì vậy mà tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể xử lý triệt để. Quá trình kiểm tra trên tuyến quốc lộ 27 đoạn qua huyện Vĩnh Lộc, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36H03323 có dấu hiệu vi phạm về tải trọng. Ngoài kích thước thành thùng khá cao, hai bên thành thùng xe còn được lái xe lắp thêm cánh quạt ở hai bên thành thùng xe cao khoảng 15cm. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra, lái xe vẫn đưa ra lý do. Mình muốn chở cái đá 1-2 các thứ cho khỏi rơi vào đường ấy. Mình chia bạt mềm là nhiều khi đá cát nó hay rơi xuống đường, cho nên mình gắn cái đấy cho khỏi rơi xuống đường. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp lái xe áp dụng các chiêu thức hòng che giấu hành vi chở quá tải trọng. Bên cạnh chế thêm phần cánh quạt ở hai bên thành thùng xe, hiện chiêu thức phổ biến các chủ xe lái xe áp dụng để chở quá tải trọng là cải tạo, cơi nới thêm phần thùng xe cao hơn từ 40cm đến 60cm, thậm chí gấp đôi so với thiết kế của xe để chở quá tải. Để che mắt lực lượng chức năng, chủ xe lái xe còn sơn phần thùng cơi nới giống với màu sơn của xe, sau đó dùng bạt rời phủ lên phần cơi nới. Trường hợp nếu lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, lái xe sẽ chây ý không xuất trình giấy tờ chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật, gây khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Trong năm là chúng tôi đã xử lý trên 120 tỷ đồng, riêng cái hành vi quá khổ, quá tải và cải tạo chiếc thành thùng thì chúng tôi đã xử lý gần 40 tỷ đồng. Có thể cái kết quả này đã làm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa cơ bản được giữ bước ổn định. Tai nạn giao thông thì giảm được cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay, các vi phạm về tải trọng xe trên toàn quốc đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh có dự án giao thông. Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương không nằm ngoài tình trạng trên. Việc tái diễn tình trạng xe quá tải hoạt động trên các tuyến đường không chỉ làm ảnh hưởng tới công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.